Dạ kính chào sư Hành Tuệ, con có câu hỏi như vậy, mong sư hoan hỷ giải đáp. Dạ sư ơi, có cách nào mình đẩy nhanh quá trình trổ quả của phước lành không ạ? Kiểu như thay vì mình đợi kiếp sau thì mình mong muốn xin được trổ tại kiếp này cho bớt khổ. Xin tri ân công đức của sư. Tức là bây giờ vị này khổ quá rồi, bây giờ mong cho nó hết khổ mau mau. Thứ nhất là tất cả các cái nghiệp đều cần có thời gian cho quả. Mình không thể nào mình mong một cái quả mà thay vì 3 năm nó trổ, bây giờ mình muốn nó trổ liền. Như sư kể cái trường hợp ở đầu cái buổi giảng, bà mẹ vì nôn nóng không biết đứa con mình con trai con gái để hưởng gia tài, cho nên là tự mổ bụng để coi, và cuối cùng là hai mẹ con đều chết. Thì cái nghiệp cũng vậy. Nhưng mà có một cách, đó là gì? Đó là mình tích cực làm thiện và sống thiện, tích cực có một nội tâm thiện. Để làm chi? Mình sẽ làm cho, thứ nhất là mình sẽ làm nhân cho các quả lành tương lai. Cái thứ hai là mình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các quả lành quá khứ nó trổ, và mình tạo điều kiện bất lợi cho các quả xấu quá khứ nó không trổ được, hoặc nếu có trổ nó cũng giảm thiểu. Nhắc lại ha, đó là mình phải tích cực làm thiện nhiều hơn nữa để nó gieo nhân lành cho đời sau. Còn trong đời này á, nó sẽ là một cái đất màu mỡ, một cái nền tảng màu mỡ cho các quả thiện quá khứ nó trổ được dễ dàng, và nó sẽ là một cái chướng ngại, nó cản trở những cái quả bất thiện nó cho quả. Cho nên thúc ép thì không có thúc ép, nhưng mà mình có thể tạo điều kiện cho các quả quá khứ nó trổ như thế nào. Điều quan trọng là mình quyết tâm làm thiện tới đâu. Mình có dám vì cái việc làm thiện đó mình hy sinh lợi ích của bản thân hay không? Mình có dám vì việc thiện đó mình hy sinh sức khỏe của mình hay không? Mình có dám vì việc thiện đó mình hy sinh tánh mạng của mình hay là không?